Clip này em Tuấn lại lên cho các bác một những mặt hàng siêu VIP tiếp. Nó nghe. Mặt hàng siêu VIP. Đằng kia iPad, iPad đằng kia. Con iPad đấy hình như 300-400 nghìn rồi đấy. Máy lọc không khí rồi là quạt Nhật. Loa rồi bếp Nhật, bếp từ, đèn, vân vân. Trước khi vào chi tiết thì em Tuấn muốn giới thiệu đến các bác một cái sản phẩm đến từ thương hiệu của Anh Quốc, đó là dòng loa DK. Dòng loa này thì báo cáo các bác là bao cho bác chất lượng âm thanh vũ lực luôn. Vũ lực luôn. Con này là cực kỳ nặng, khủng. Phải nói là nó quá hay luôn. Hay đấy. Bác nhìn cái phân tần của em nó thì các bác toát mồ hôi luôn. Nhìn chưa ạ? Đấy. Toát mồ hôi với dòng này luôn. Tất của em nó này, bác nhìn này. Tất cả dùng những cái đường, kể cả là từ những cái đường dây, bác nhìn này, đường dây dập cũng là thương hiệu của DK luôn, đường thương hiệu của DK luôn, model luôn, bác nhìn chưa. Những đôi loa này báo cáo bác là em Tuấn bao vũ lực, bao hay cho các bác luôn. Những căn phòng tầm 30m² đổ lại, các bác cần dùng con này, bác không cần súp nữa cho em, không cần súp cho em. Riêng dòng DK và bát của em nó đây, đây là bát 25, bát của em DK đấy, đây bát DK. Tất cả xung quanh này từ vào tản nhiệt. Bắt đi cả. Con nhìn thấy em nó khủng chưa? Côn nó khủng chưa? Con này nó chịu đòn tốt lắm ạ. Với dòng loa bát loa nằm. Các bác nào hay hát karaoke cũng như là rượu chè và hay dùng vũ lực thì bắt buộc phải chịu những đôi loa này. Loa nằm nó chất âm nó ấm, nó dày, nó khỏe. Con này nó mới chịu được. Nếu mà nói là dòng loa nằm chỉ con này thôi, còn không bác phải chơi loa full. Con này mới chịu được. Báo cáo bác. Cực kỳ nặng. Nó quá nặng luôn ạ. Nhìn này. Riêng cái dòng loa này thì các bác không thể chê được. Một cái bác không thể chê được loa này. Em Tuấn để cho các bác mức giá thấp nhất 3.999.000 một đôi loa này. Một đôi nhé bác nhé. Một đôi loa. Thì sau đây em Tuấn sẽ lật cái mặt sau cho bác ra nhìn cái thông số của em nó. Đây. Thông số của em nó đấy. HDK Audio Modena 101. Dòng này đều dùng rắc cắm này hết, cân đồng hết. Riêng dòng này không vũ lực, không hay, không lấy tiền của bác nhá. Bác nhìn này. Kể cả những cái bông tiêu âm này đều được đặt nhá. Bông tiêu âm này đều được bọc ở trong hết một cái lớp lưới. 3.999.000 một đôi. Em nó thực đây, những con ốc để vít loa bác ạ. Họ đều dùng bằng vít này gen chứ không một vít kia đâu bác ạ. Vít loa nặng ấy, nó không chịu được. Đây, logo DK đấy ạ. Dòng này thì em Tuấn bán khá nhiều năm ngoái về trước các bác. Mức giá thấp nhất ạ. Loa thì quá chất rồi, không nói nữa. Sau đây mà Tuấn sẽ bắt đầu vào ở một số cái sản phẩm tiếp theo. Tiếp cho các bác một chiếc đèn tulip. Đèn kiểu hoa tulip, 5 cánh hoa. Được chưa? Dòng này làm đèn ngủ hay đèn trang trí rất là đẹp. Các bác có thể lắp bóng quả nhót vào đây trong này. Đấy. Chiếc đèn này có 5 cánh để cho bác mức giá 1.300.000. 1.300.000. Là chiếc đèn tulip. Ok chưa? 1.300.000 nhé. Giá dán lên luôn này. 1.300.000. Sang tiếp tục với một chiếc bếp từ Panasonic đến từ Nhật Bản. Bếp từ Panasonic đến từ Nhật Bản này. Đấy. Em này tất cả vỏ đều composite hết, chưa lau bác ạ. Bao hoạt động bình thường. Khi lau thì nó sáng, nó đẹp lắm. Chưa lau dọn đâu. Đấy. Để cho bác con này. Con này để cho bác mức giá 690.000. Bác ơi, chưa lau nhá. Nếu mà lau đây này. Này, lau lên bóng sạch tưng đây này. Đấy, phải nói như thế để cho các bác hiểu. Mà riêng bếp từ thì bác phải nên dùng vỏ composite để cho em. Còn bác nào mà mua bếp từ mà vỏ thép với vỏ ấy thì thôi, thông cảm. Đừng chơi bếp từ vỏ thép. Vỏ này. Vỏ thép nó phải một số con nó phải chống được giật, chống cảm biến nó tốt. Chứ còn không có vỏ composite cho em. Sang tiếp tục một con bình thủy. Bình đun nước này. Bình đun nước của Toshiba. Toshiba. Loại này là 2,5 lít. Có phao báo nước luôn này, mức nước. Của Toshiba. Dòng bình này phải nói luôn là giá trị. Bình này rất là đẹp nhé. Phong cách bác nhìn này. Đẹp phong cách. Răng còn rất là chất lượng luôn. Răng có chất lượng đúng không ạ. Đây. Lòng nồi này. Đẹp con keng. Tôi chả biết chê câu nào đúng. Riêng con này không biết chê câu nào. Bình còn gần như mới. 590k. Những con bình này mà các bác còn không biết lấy con gì. Chả biết lấy cái gì luôn. 590k. Con bình Toshiba này. Bỏ công si tiếp.
sang đến tiếp đây. Một con quạt đến từ nước Nhật. Con quạt này là quạt cổ nhá, quạt cổ của Saab hay Toshiba đây. Saab đúng không? Saab này. Quạt cổ của Saab tất cả đế đều đúc gang, đây cả Saab trên lồng luôn. Nhìn cái thiết kế cái phần thân quạt nó như một cái tu bin của máy bay ấy. Như một cái gì nhỉ? Như một cái động cơ của cái cánh máy bay ấy. Nhìn chưa? Đấy, đây là quạt cổ quạt xưa các nhé, quạt xưa. Bật và tắt chức năng ở trên này, tắt bật chức năng ở trên này luôn. Đấy. Đây này, đây em chưa lau này con này. Nhìn chưa? Đấy. Lau đi nó sáng lắm, nó đẹp lắm, chưa lau. Nói như vậy thì nó dễ. Con này đây. Con này con Saab cổ đời chữ ký nhá. Số 1 có 3 số luôn, 3 số. Đời chữ ký luôn. Saab 1.900.000. Các bác có thể tham khảo toàn quốc mà những dòng quạt này mà bác. Quạt này không có chuyện 1.900.000 nhập vào chứ chắc được đâu bác ơi. Em thân nhập thôn lô nhiều mới được này giá này thôi. Các bác có thể tham khảo thoải mái. Em Tuấn ba báo cho bác để các bác tham khảo sau đó mới quyết mua. Còn những giá này bác không mua được thì chịu. Sang tiếp một em Nationan. Con này là Nationan cây. Này. Đấy, Nationan cây. Để cho bác mức giá 890k. Hai con này đều điện 100V. Bác nào mà xác định lắp thêm biến thế phía sau nữa thêm cho em Tuấn 100k em lắp cho cái biến thế vào đây để cắm 220 nha. Con Nationan 890.000. Nationan cánh quạt vàng. Ok chưa? 890.000 điện 100V hai con này. Đều là điện 100V. Sang tiếp một cái máy lọc không khí kiêm buồng Eco hết nhá của Mitsubishi. Dòng Mitsubishi này rất là quyền lại nhìn này. Vỏ vân làm vân carbon. Được chưa? Bên trong này là cái bình này là gọi là bình bù ẩm, đổ nước vào đây. Bù ẩm là khi nào có những cái mùa có những cái điều hòa nó là các bác ngủ ấy, có một số cái điều hòa nó kém nó không có chất lượng bù ẩm được ấy. Nó hay làm người ngủ bị khô cổ ấy, thì con này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là sẽ bù một lượng ẩm nhất định ít thôi để làm sao cho cái chất lượng khi mình ngủ dậy mình không bị khô cổ. Đấy. Con này là vừa lọc không khí vừa bù ẩm. Lọc không khí kiêm bù ẩm luôn, điện 100V. Nha, 100V. Con này giá 1.300.000, 1.300.000, nặng trịch luôn. 1.300.000. Sang đến đây nữa, đây là con máy pha trà của Nhật Bản. Máy pha trà của Nhật Bản đây, em Tuấn nhắc cho bác này. Con này hôm qua em dỗi em có làm một clip test đấy, bác nào cần em gửi clip cho. Máy này máy pha trà của Nhật Bản nhé, đây. Tất cả những cái này, hôm qua em làm clip test nó còn nước này, vẫn còn nước trong này. Đây này, vẫn còn nước này. Chưa đổ không? Đấy, thấy chưa? Vẫn chưa đổ, hôm qua em làm clip em test mà. Chưa đổ nước. Tất cả bao tình trạng, đấy, thấy chưa? Trà đấy, nước màu vàng vàng có nhìn chưa? Đấy, em chưa đổ. Thì tất cả con này đều bao tình trạng điện đóm hoạt động tốt hết, vẫn còn sống bình thường. Nha. Để cho bác mức giá 600k, còn cả thùng luôn. Đây là cái khay đựng nước của nó. Khay đựng nước này nó trước khi nó hút vào nó qua một cái lọc này này. Đây là cái củ lọc của nó, trong này nó toàn đá than hoạt tính cái gì. 600k, các bác nào về nha. Đây nữa này. Đây có cái kính, cái nắp này đậy của nó như này này. Đấy. Mới nguyên. Cả sách hướng dẫn nó đầy nguyên này. 600k. Còn sang đến đây nữa, đây là một con iPad. Con iPad này để em khởi động lên này, Android. Này, Smart Android. Để cho bác 300k. Nó khởi động lên, nhưng bác nào về bác chạy tiếp đi. Cài đặt tiếp. Đấy. Đấy, cho bác nào về chạy cài đặt nghiên cứu nhá. Loa này, một loa, hai loa này. Đây là tay 3.5 này. Camera này. Hộp này. Đấy. Đang khởi động. Để cho bác 300k về nghiên cứu. Đấy. Đấy, lên rồi này. Vào cài đặt này. Đấy, nó lên như này thôi. Còn các bác nào về cài đặt setting cái gì đây. Đấy, là các bác nhé. 300k. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau nhé. Chào các bác.